Quế ơi, cảm ơn. Mang tiền trắng ra đây. Có ba cơ. Wow.
Ah.
xe máy gọi bà ngoại. Mẹ em mới sang nhà anh nói chuyện với anh suốt. Đây. Ba bảo nhưng mà giết đấy. Nhiều nhỉ? Kìa. Em bảo ngay là chỉ có những em đang định bảo gọi cho Lan. Nhà em thì có mỗi mình em thích cá, bọn kia nó không thích cá. Nó tưởng là con cá. Lấy anh bao nhiêu tiền chị cho? Cảm ơn nhá. Ôi, anh gửi tiền đây.
Thank you.
đến xã nhà mình bán ở chỗ đây. Thế là mình đem 15 cân gạo lên với lại hai cái sọt này rau. Nó thấy mình cho nhiều và bà đấy thì nó chủ tài xin chủ tài bà quan nhiều quá mà mình ngồi lại đất lên mình ngồi xuống rồi. Thank you.